Bạn là học sinh lớp 12. Trong tương lai bạn muốn báo hiếu cha mẹ, lo được cho gia đình và con cái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và được người đời kính trọng. Nhưng thực tế, khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn mất thêm 4 năm học, không có thu nhập hoặc chỉ có thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm. Thậm chí, bạn còn không rõ tương lai mình sẽ ra sao. Đừng nói đến việc lo cho cuộc sống của những người quan trọng đối với bản thân. Để đạt được ước mơ, đây là lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Tại trường Doanh nhân CEO Việt Nam Global, ngay khi kết thúc năm học thứ nhất, học viên được tham gia làm việc tại doanh nghiệp chuyên nghiệp, tự tin sống tự lập và tự chủ tài chính của bản thân. Với lộ trình học tinh gọn, tại đây bạn sẽ được chủ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo kiến thức kinh doanh thực tiễn và được rèn luyện thói quen của người thành công. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên sẽ sở hữu bằng cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và có thể liên thông lên đại học top đầu Việt Nam nếu có nhu cầu. Để có thể trở thành tân học viên tại trường Doanh nhân CEO Việt Nam Global, bạn không cần sở hữu thành tích khủng cho học tập, nhưng cần vượt qua 2 vòng thi khảo sát tố chất doanh nhân được nhà trường tổ chức. Vòng thứ nhất, thi trắc nghiệm đánh giá IQ, chỉ số thông minh, EQ, trí thông minh cảm xúc, SQ, trí thông minh xã hội. Vòng thứ hai, phỏng vấn trực tiếp cùng chủ doanh nghiệp. Đặc biệt, thí sinh xuất sắc vượt qua 2 vòng thi sẽ có cơ hội xin ngay học bổng trị giá 40 triệu đồng. Đăng ký tuyển sinh ngay để làm chủ ước mơ của bản thân. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam Global, làm chủ ước mơ doanh nhân ngay từ tuổi 18.